Vụ tai họa xảy ra vào khoảng 16 giờ 30 ngày 13 tháng 10 trên đường Thủ Khoa Huân, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Thời điểm trên, xe máy mang biển kiểm soát 66J1N43526 do một nam thanh niên chưa rõ rệt danh tính điều khiển, lưu thông trên đường Thủ Khoa Huân theo hướng từ quốc lộ 13 về thị xã Tân Uyên. Hiện trường vụ tai họa. Khi xe lưu thông đến khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao thì xảy ra va chạm với một xe máy mang biển kiểm soát 72J1299 do một người đàn ông điều khiển. Sau va chạm, cả hai nạn nhân té ra đường khiến nam thanh niên bị xây xát nhẹ. Tuy nhiên, người đàn ông đã lao vào đánh liên tục vào mặt thanh niên khiến nạn nhân bị yêu mến nặng nề phải nhập viện cấp cứu. Bức xúc trước sự việc, người dân gần đó vào căn ngăn cũng bị người đàn ông đuổi đánh. Tại hiện trường, hai xe nằm chắn hết một làn đường khiến giao thông qua khu vực gặp gỡ nhiều khó khăn. Trước đó không lâu vào ngày 18 tháng 8 năm 2019 trên địa bàn thị xã Dĩ An cũng đã từng xảy ra vụ ẩu đả sau tai họa khiến một người đàn ông tử vong.